Theo kế hoạch trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 tới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tháng 10 2022, ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng và nhà nước Trung Quốc đã dành những nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Kể từ đại hội 13 của Đảng ta đến nay, Trung Quốc là nước đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm sau khi tái đắc cử cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.